Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Vi. Hôm nay thì Vi muốn chia sẻ với các bạn một số món đồ của Feel Unique. Cái website Feel Unique là một cái website mà các bạn có thể mua những cái sản phẩm của drugstore và có cả high end nữa. Nó không giống như là Sephora, bởi vì Sephora thì nó chỉ bán hàng high end và nó chỉ ship ở nước Mỹ không thôi. Còn cái Feel Unique thì nó ship toàn quốc luôn. Nên là nếu như mà các bạn có hứng thú với những sản phẩm mà các bạn muốn mua ở Sephora hay là Ulta thì ở Feel Unique nó đều có cả, và nó có rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng và có những cái thương hiệu châu Âu nữa. Các bạn có thể vào link để mà tham khảo, và Vi có một cái coupon để mà các bạn có thể sử dụng nó để được 20% off. Không có giới hạn là bạn mua bao nhiêu mới được, mà là cho tất cả những cái gì mà các bạn muốn mua. Đó thì Vi sẽ để tất cả những cái đường link ở phía dưới cho các bạn tham khảo, để mà các bạn có thể biết được cái website Feel Unique nó là như thế nào nhé. Bây giờ thì Vi sẽ chia sẻ một số món đồ mà Vi chọn từ Feel Unique, và khi mà họ gửi cho Vi thì họ cũng có bỏ thêm một số đồ mà Vi không biết là họ bỏ cái gì trong đó luôn á. Cho nên là Vi cũng hồi hộp không kém các bạn, là không biết là ở bên trong nó có cái gì. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ngay vào cái món thứ nhất luôn nha. Cái món đầu tiên là một cái túi rất là dễ thương, các bạn thấy không? Nó có ghi là "These are a few of my favorite things". Cái trong cái túi này là nó sẽ đựng những cái món mà mình yêu thích ở trong đây. Đó, thì Vi nghĩ là cái này thì Vi sẽ để make up. Cái tiếp theo là một bộ rửa mặt. Ở trong đây thì gồm có một chai rửa mặt và một chai cream dành cho buổi sáng và buổi tối, và một cái miếng lau màu cam ở bên đây. Trong cái miếng màu cam này thì nó có vitamin C nữa, nó dưỡng ẩm cho da. Thì đó, trong một cái bộ như thế này. Cái tiếp là một hũ dưỡng tóc. Cái này thì nó có cái dầu castor đó. Cái này nó giúp cho tóc của mình nó chắc và khỏe, để mà tóc không bị khô á. Cái mùi nó rất là giống mùi coconut, và cái chất dầu của nó rất là lỏng, các bạn thấy không? Vi đang rất là cần những cái loại mà dầu dưỡng tóc á. Feel Unique đã send cho Vi cái này. Cái này thì Vi không có chọn, mà họ tự họ bỏ vô. Cái tiếp thì là một cái hộp như thế này. Trong đây thì nó có hai cái chai spray. Chai thì để mà mình xịt lên cái gối trước khi mà mình ngủ á, thì mình xịt lên thì nó sẽ tạo cái cảm giác là thoải mái, thư giãn. Còn một chai để mà hít hả? Inhale. Nó để là hít. Cái tiếp là một cái scrub. Cái này là tẩy tế bào chết cho da đó. Cái này cũng là một cái thương hiệu của cái cô gái YouTuber Zoella. Rất là thích cái cô gái này, bởi vì cô rất là trẻ và rất là có tài. Tiếp theo là một bộ cọ của Sigma. Các bạn cũng đã biết là những cái bộ cọ của Sigma thì nó cực kỳ mắc luôn. Nên là Bi cứ kiểu như là lên cái website đó rồi dòm thôi, chứ chưa có muốn mua. Nhưng mà Feel Unique đã tạo cơ hội để mà Bi có thể thử cái bộ cọ Sigma, tại vì rất là thích nên là đã chọn ngay cho mình một bộ cọ. Cái này là Mr. Bunny Essential Kit. Trong đây nó có tất cả là 12 bộ cọ của Sigma. Nó được bọc ở trong cái hộp, rất là dễ thương. Với cái bộ cọ này thì các bạn có thể đem đi du lịch được luôn, bởi vì nó có cái vỏ bao bọc như thế này nè. Các bạn chỉ cần mở ra thôi là các bạn đã có hai cái hũ để mà các bạn đựng cọ rồi. Các bạn thấy không? Cái cọ của Sigma thì cực kỳ mềm luôn. Những cái cây cọ của Sigma, một cây của nó là đã mấy chục đô rồi, nên là rất là mắc. Và cái lông của nó đó, trời ơi, khi mà sờ vào rất là mềm, rất là mịn. Có 12 cây cọ như thế này. Đó, thì trong đây nó đã có đủ chọn tất cả những cái cây cọ mà mình cần để cho một cái lớp make up hoàn hảo rồi đó. Ơi, vì rất là trông chờ cái cây cọ này để mà có thể sử dụng, thì hôm nay đã được cầm ở trên tay. Rất là tiếc. Trong những cái món đồ này thì cái bộ cọ này là Vi rất là thích nhất luôn á. Và ở trong cái bộ cọ Sigma thì nó không có cái cọ flat kabuki brush số F80 á, thì Vi đã chọn một cái cây cọ kabuki brush riêng. Cái này là cái phẳng luôn các bạn. Trời ơi, cái lông của nó rất là mềm luôn á. Ôi, thích dã man. Đó, các bạn thấy không? Các bạn nhìn cây cọ của nó không? Nhìn, trời ơi, Vi thì rất là thích những cái cây cọ mà nó bằng như vậy á.
để mà mình tán foundation ra nó rất là dễ. Và khi mà Bi chọn cái bộ cọ đó đó thì Feel Unique đã bỏ vô cho Bi một cái miếng để mà gọi là rửa cọ đó. Bi không có nghĩ tới cái miếng rửa cọ, nhưng mà khi mà Bi mở cái hộp ra Bi thấy wow, họ cũng giống như là nghĩ là mình sẽ cần cái này á, nên là họ bỏ vô cho Bi cái này luôn á. Và cái này cũng của Sigma luôn nè các bạn. Ở dưới này thì nó có mấy cái hít nè. Thích quá. Nếu như mà bạn nào muốn Bi thử cái đồ rửa cọ đó đó, cách mà Bi rửa cọ như thế nào á, thì các bạn hãy comment ở bên dưới cho Bi biết nha. Cái tiếp thì Bi đã chọn cái Real Technique. Cái này là cái bunch của Real Technique. Bi rất là thích xài những cái bunch của Real Technique, bởi vì những cái bunch trước của Bi, Bi xài như thế nào, cấu xé như thế nào, bây giờ nó tan tành, nó trở thành một cái hình dạng rất là kỳ lạ. Kiểu như mình xài nhiều quá rồi, mình rửa nhiều quá, mình vắt nước nhiều quá, nên là bây giờ nó, trời ơi, không thể nào mà dùng được luôn á, nó bị giống như là bị tê tua hết. Thì Bi đã chọn hai cái bunch mới này để mà xài. Tiếp theo là một cái cây lip gloss của Feel Unique. Wow, cái này cũng của Feel Unique luôn nè các bạn. Son của Feel Unique. Cái màu rất là đẹp, và cái này là son bóng. Tiếp theo là một hộp son. Trong đây thì nó có 6 cây son nhỏ. Cái son này là dạng lì á. Và cái này là liquid lipstick, nó có 6 cây như thế này. Bi chưa bao giờ thử cái son của The Balm lần nào cả, nên là đây cũng là cái cơ hội để mà Bi có thể thử những cái son này. Tiếp theo cũng là của The Balm, thì Bi có xem các em bên Love First Shine. Khi mà Bi xem cái video mà về highlighter mà các em ấy nói về những cái dòng mà các em ấy thích á, đặc biệt là cái dòng này các em ấy rất là thích, nên là Bi đã muốn thử lâu rồi. Bên trong của nó là một cái hộp bằng gọi là thiết, bằng thiết á. Cái này thì Bi đã có đi vào mall mà Bi thử rồi trên tay á, thì Bi cảm thấy rất là thích cái highlighter này. Nó không phải là quá lồng lộn trên mặt của mình như là Becca. Cái này thì nó chỉ vừa vặn thôi, mình đi đâu mình cũng có thể đánh lên được hết á. Tiếp theo là cái Eye Lift and Cheek Illuminator Gold Shimmer. Cái này Bi nghĩ cũng là cái highlighter hả ta? Cái này thì Feel Unique đã bỏ vô cho Bi, chứ Bi không có chọn. Cái này của Burberry. Đó, cái packaging của nó sang chảnh dễ sợ. Đó, Bi nghĩ là cái này nó cũng là một cái loại highlighter. Tiếp theo là một cái mascara của Maybelline. Cái này thì Bi chọn bởi vì Bi muốn sử dụng nhiều cái mascara nữa đó, là Bi chọn thử cái này của Maybelline. Cái gai gọ của nó, trời ơi, Bi nghĩ cái này là nó tạo volume trên mắt của mình đó, nó làm cho lông mi của mình nó rậm rạp hơn và nó dài hơn. Kế tiếp là một cái cây son lì của NYX Ibiza. Đây là cái cây son của NYX. Cái này là Bi chọn bởi vì Bi cũng muốn thử nhiều cái sản phẩm của NYX á. Và đây là những sản phẩm cuối cùng. Cái này Bi không biết đọc có đúng hay không. Nó gọi là Bourjois. Bi không biết nữa, nhưng mà các bạn nhìn thì các bạn sẽ biết. Đó là ba cái cây son Bourjois. Đây là ba cái cây son lì Velvet ở số 4, số 3 và số 7. Bi định chọn nhiều màu hơn nữa, nhưng mà những cái màu kia thì Bi lại không có thích cho mấy. Chỉ có ba màu này Bi thích thôi, nên là Bi chọn thử ba cái son này. Cái son này là được làm từ Pháp. Và đó là những gì mà Bi muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Khi mà Bi vào cái website Feel Unique thì Bi thấy là cái website đó rất là dễ chọn đồ, bởi vì nó vừa có high-end và vừa có drugstore luôn, rất là dễ dàng. Nên là đối với các bạn mà không ở Mỹ thì các bạn vẫn có thể mua được những cái sản phẩm này. Bi nghĩ là cái đó cũng là một cái hay để mà Bi có thể chia sẻ với các bạn. Và nếu như mà các bạn muốn mua thì các bạn đừng quên là bỏ cái code vô là chữ Bi nhé,
chữ B thôi, không có gì mà rườm rà cả, chỉ là B thôi, thì các bạn sẽ được 20% cho tất cả những cái gì mà các bạn mua. Không có giới hạn là các bạn phải mua từ mức giá bao nhiêu thì mới được giảm, mà là tất cả giá như thế nào thì nó cũng sẽ được giảm luôn. Đó là những gì mà B muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn đừng quên là comment ở bên dưới cho B biết. Bây giờ thì B sẽ ngưng cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye. 난 알 수 있어 이 감정도